Em gái này đang nhờ anh trai giúp mình chọn một bộ đồ lót ren cho mình vì sắp tới là sắp đến sinh nhật của cô và cô muốn tặng bất ngờ này cho người yêu của mình. Đúng là thằng người yêu số hưởng. Nhưng thấy anh trai mình không chú ý đến mình thì cô mới bảo rằng anh vẫn chưa thể quên được chuyện xảy ra vào 5 năm trước. Lúc này chàng trai thở dài và nhớ lại kỷ niệm vô 5 năm trước. Hôm đó là vào một buổi tối trời không nắng không mưa, anh chàng nhận công việc đến sửa chữa mạng khẩn cấp. Lúc mở cửa là một cô em gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta hỏi muộn rồi anh còn đến đây làm gì, nhưng khi biết anh ta đến lắp mạng thì cô mới cho vào. Trong nhà còn có một cô chị gái nữa. Cô chị gái này thì tôi nhìn qua thôi thì cũng biết đây là gu của mấy anh em trên kênh này rồi. Nhà này điện nước chắc chắn đầy đủ, thiếu mỗi mạng thôi. Sau khi cô gái nhìn thấy anh chàng dùng ánh mắt biến thái nhìn mình, cô liền bỏ vào trong phòng. Còn cô chị gái từng trải thì đã quá quen với việc như vậy nên tỏ ra rất bình thường. Sau đó cô liền dẫn anh ta đến chỗ để cài đặt mạng. Anh chàng một bên sửa mạng một bên thì chị gái kia đứng nhìn anh ta. Nhìn thấy đứng của cô nàng khúc này, tôi mà là đạo diễn là tôi cho bíp, chắc chắn là cho bíp. Sau một lúc nói chuyện, cô nàng biết anh chàng là trai tơ. Cô nàng choàng người với lấy chiếc bút ghi luôn số điện thoại của mình, sau đó đưa cho chàng trai. Anh chàng liền cầm lấy tờ giấy, sau đó làm gì có sau đó nữa. Sau khi lắp xong chiếc wifi ở phòng khách, cô nàng liền bảo anh chàng vào phòng trong kia để cài đặt nốt. Sau đó cô dẫn anh ta đi vào phòng của cô em gái. Trong phòng lúc này cô em gái đang bắt chân lên bàn ngồi chơi game. Sau khi biết vị trí cần lắp đặt, anh chàng liền chui xuống gầm bàn để làm việc. Nhưng bên cạnh anh ta là hai quả núi, trước mặt anh ta là đôi chân dài 1m2. Tôi là tôi, phục ông nào ở vị trí này mà làm nổi đấy. Thế rồi anh ta phát hiện đằng sau chiếc cây máy tính một chiếc quần lót màu hồng, bên trên còn có chút dính dính. Tôi chắc chắn là chiếc quần này mới dùng xong chưa kịp phi tang nên mới vứt vào đây. Sau khi nhận ra chiếc quần của mình, cô em gái liền nhanh tay giấu đi. Cô chị thì biết thói quen này của em gái liền tiến tới để giải thích. Lúc này hai chị em như kiểu tâm ý tương thông, hiểu được suy nghĩ của nhau. Sau đó hai chị em nói với anh chàng rằng bây giờ một là anh phải quên chuyện xảy ra ngày hôm nay, chị em tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu anh không đồng ý thì đợi phần hai nha anh em. Nếu tôi mà ở đây, tôi sẽ nói với hai em rằng thà chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hai em hãy đến và chiếm lấy anh đi, anh sẽ không chống cự đâu. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất khi phần 2 ra nhé.